mà đi thôi. Gì nữa? Tôi đã bảo cô rồi, què quặt ấy thì ngồi im một chỗ đi. Tôi chưa đủ khổ à? Nhưng mà tại em thấy anh đang nấu ăn mà em lại đói quá. Thế cô không có mồm à? Hả? Chưa thấy tôi đủ khổ hay sao? Hả? Mọi người hành hạ tôi nữa. Hành hạ? Anh, em xin lỗi. Ly hôn đi. Cái gì cơ ạ? Tại sao lại ly hôn ạ anh? Cô thấy rồi đấy, ngày này qua ngày khác, sáng nào tôi phải dậy nấu cơm cho cô rồi tôi được đi làm. Lương tôi có được bao nhiêu đâu mà phải nuôi bố mẹ hai bên nữa. Cô nhìn xem, cái nhà thì bé bằng cái lỗ mũi này mà tháng nào phải chi trả 3 triệu tiền. Bây giờ tôi phải nuôi thêm cái loại què quặt như cô nữa, tôi chịu làm sao được. Nhưng mà bác sĩ bảo là bác sĩ sẽ chữa lành chân cho em mà. Nhưng cô vẫn không hiểu à? Tôi không muốn nuôi cô thêm 1 giây, 1 giờ, 1 phút nào nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh Kiên, xin anh mà. Xin á? Xin xong cô lành lặn được không? Xin xong cô đi làm được không? Đối với thằng này ấy, 2 tháng nó quá đủ rồi. Anh ơi, nhưng mà anh ơi, em xin anh. Bây giờ anh đuổi em đi thì em biết đi đâu hả anh? Anh ơi, em xin anh đừng làm như thế mà. Cô về quê với ông bà già nhà cô ấy, về đấy ông bà già nhà cô nuôi, chứ thằng này thì chịu lướt. Anh ơi, em xin anh đừng làm như thế. Anh ơi, em xin anh. Mà đi thôi. Thank you.
Tưởng ai? Hóa ra là vợ cũ đấy à? Ơ? Hết què rồi à? Đi đôi giày cao gót trông ngon đấy. Anh có làm sao không? Sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Ai có được trai nuôi bao đâu mà biết. Anh nói thế là có ý gì? Chứ còn gì nữa. Từ ngày hết què cái trông phải ngon nghẽ đấy nhờ. Đôi khi cô phải cảm ơn tôi đấy. Nếu như không có tôi ấy, chắc gì cô đã được ngon nghẻ đẹp đẽ như bây giờ. Đi cặp kè hết thằng này thằng nọ, đúng không? Anh là quá đáng quá rồi đấy. Đức, có vấn đề gì không ạ? Không sao đâu, anh cứ vào trong đợi tôi đi, tôi tự giải quyết được. Ơ kìa em, nãy giờ anh không biết, bây giờ em là giám đốc rồi. Lâu rồi không gặp, bố mẹ có khỏe không em? Tôi thấy anh có vẻ không sao rồi đúng không? Thế tôi đi trước nhá. Ok, từ từ đã. Có chuyện gì nữa? Anh bảo này, dạo này anh đang cần một chút tiền. Em có thể nể tình vợ chồng năm xưa cho anh vay một chút được không? Nếu không bọn con đồ đánh chết anh mất. Bao nhiêu? Đủ trăm thôi. Đây là 1 triệu, tôi đưa cho anh. Coi như là tôi bao anh bữa trưa nay. Em cứ đùa anh. Ý anh là 100 triệu chứ. Chứ mấy trăm nghìn này chúng đã trả rảnh đuổi anh làm gì cả. Cái gì? 100 triệu á? Số tiền lớn như thế tôi không thể giúp anh được rồi. Chào anh. Dạ, này. Cô định trở mặt đấy à? Cô nên nhớ ấy, ngày xưa lúc cô què quặt, tôi có tiếc cô lúc nào không? Ai nuôi cô? Đến bây giờ mà anh vẫn nói được những câu đấy nữa cơ à? Con run xéo mãi cũng quằn. Tôi nhịn anh từ nãy đến giờ là đủ rồi đấy. Tình nghĩa vợ chồng á? Đến bây giờ mà anh vẫn còn nhắc đến 2 từ vợ chồng nữa cơ à? Thế không đúng à? Một ngày làm vợ chồng, ít nhất ra có tình nghĩa chứ. Vợ chồng là khi khó khăn, cơ cực nhất vẫn luôn ở bên cạnh đùm bọc lẫn nhau. Anh là chồng, lẽ ra anh phải yêu thương vợ anh. Nhưng đây anh lại bỏ mặc tôi với sự nghèo đói, khốn khó bệnh tật. Tôi vẫn không quên cái ngày mà anh ném cả cái vali và tôi ra khỏi cửa đâu. Còn bây giờ tôi không thể lãng phí tình cảm tiền bạc của mình với cái loại như anh được. Anh tự lo liệu đi. Chào anh. Kìa. Kìa. Này. Này, cô như thế bỏ đi à? À, anh kia anh dừng lại, anh đâm tôi đấy nhá. Này, lũ khốn nạn này. Mày đâm tôi mày bỏ đi à? Này. Anh điều tra cho tôi về người đàn ông vừa nãy, xem anh ta nợ nần như thế nào. Đấy là người quen của chị à? Ừ. Đấy là chồng cũ của tôi. Dù gì thì tình nghĩa vợ chồng tôi cũng không thể làm ngơ được. Dạ vâng, tôi hiểu rồi.